Xin chào mọi người, hiện mình đang có mặt trong nội ô Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh. Ngay trước mặt mình là những dàn giáo do đồng đạo dựng lên để chuẩn bị bắt tay vào việc trùng tu, sửa chữa lại Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh, nhân dịp hướng đến kỷ niệm 100 năm thành lập Đạo Cao Đài. Nhân đây, mình xin giới thiệu về công trình kiến trúc độc đáo này cho mọi người biết nhé. Tòa Thánh Tây Ninh là công trình tôn giáo của Đạo Cao Đài, tọa lạc tại thị xã Hòa Thành, cách thành phố Tây Ninh khoảng 4 km. Đạo Cao Đài ra đời năm 1926, khuôn viên tòa thánh rộng 1 km vuông với những con đường thênh thang liên kết với các công trình kiến trúc với nhau. Tòa thánh Tây Ninh được khởi công năm 1933, hoàn thành vào năm 1947, nhưng đến năm 1955 mới khánh thành. Ngôi tòa thánh có diện tích hơn 2.000 m2, nổi bật với hai lầu chuông và trống cao 25m. Trong khuôn viên tòa thánh có gần 100 công trình kiến trúc lớn nhỏ khác nhau được xây bằng bê tông cốt tre. Lối vào tòa thánh gồm 12 cổng đều được chạm khắc hình tứ linh, long lăng quy phụng và hoa sen. Trong đó, chánh môn là cửa lớn nhất với cách trang trí khác biệt, mang hình lưỡng long tranh châu. Để vào bên trong tòa thánh, du khách phải để giày dép bên ngoài và phải đi vào cửa hai bên, nam đi cửa bên phải, nữ vào cửa bên trái. Hai lễ hội lớn nhất của Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh được tổ chức hàng năm là Đại lễ Vía Đức Chí Tôn vào mùng 8 tháng Giêng âm lịch và Đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung vào rằm tháng 8 âm lịch. Là thánh địa lớn nhất của tôn giáo Cao Đài, hàng năm Tòa Thánh Tây Ninh thu hút hàng triệu lượt du khách tham quan và các tín đồ hành hương. Cho tới nay thì việc trùng tu đã hoàn thành một phần của khu đền thánh. Hiện tại du khách có thể vào bên trong đền thánh để tham quan. Trong thời gian tới sẽ hoàn thành các hạng mục còn lại. Rồi, bây giờ mình mời mọi người cùng mình tham quan nhé. Thank you.
hả? Trời nước uống ơi. Trời ơi. Tại ở xong rồi đi xin mấy chai nước đi. Thank you.
Chết chết, dạ tôi không quay cái này. Quay cái này. Dạ. Xong rồi mình dựng lên luôn hả? Em làm nắng quá.
cái nít nó hay thằng giỏ.